nghệ sĩ Lâm Phương, nguyên phó chủ nhiệm biên tập của nhạc trung tâm UNESCO trình bày. Trời ơi, đúng là Nhung nó đã phản bội tôi rồi. Nhung, Nhung ơi, sao em đành đoạn bỏ ra đi khi con Thu mới vừa lên 2 tháng tuổi? Sao em đành quay lưng ngoảnh mặt khi anh vẫn còn tha thiết yêu em? Suốt một đời không gian dối, tình nghĩa vợ chồng chung chăng sẽ vui. Từng tháng từng ngày mình gian khổ có nhau, nhưng kể từ đây em đã ra đi không trở lại nữa rồi, còn anh thì sẽ suốt đời mang án. Chỉ tội đứa con khờ nó đang còn trong tuổi ngây thơ, rồi ai dạy dỗ nâng niu, ai chăm sóc vô về khi thiếu tiếng ru em trong giấc ngủ đêm dài. Nó sẽ khóc đòi cha hay buồn vì nhớ mẹ, cha thì bị tù đày, còn mẹ thì bỏ đi xa. Thương đế ơi, sao ông gây chi tâm trạng để khổ lòng nhau khi chia cắt gia đình? Thì thôi, tôi đành buông tay cho vận số an bài. Anh Bằng, chị Liên, anh chị ơi, tôi cũng thật không ngờ, tôi không ngờ tôi trở thành tên tướng cướp Bạch Hải Đường, mang tâm trạng của một kẻ si tình rồi đi sâu vào dòng tối lồi. Vì ngày tôi được phong dương ngự trị tranh ngai vàng tình ái, tôi là một kẻ trắng tay thì làm sao giữ nổi một lâu đài. Lẽ sông của tình yêu đã lấy đưa tôi vào nẻo tối cuộc đời. Ngày cưới Nhung về làm vợ, tôi biết chắc rằng sẽ đổ vỡ một tình duyên. Anh chị ơi, 30 tuổi đời chưa tàn một cuộc vui, mà nay tôi dỗi tìm đường vào dòng lao ly. Có thương là thương cho đứa trẻ thơ vô tội như chìm giỡn tổ bơ vơ cuối trời.